Thái Lan đã có sự khởi đầu thuận lợi với chiến thắng đậm 5-0 trước Brunei. Có được 3 điểm trước đối thủ yếu hơn nhiều được xem là màn khởi động cho chặng đường bảo vệ chức vô địch Á Cup của đội bóng xứ chùa vàng. Tham dự giải đấu năm nay, Thái Lan bị sứt mẻ lực lượng tương đối nhiều, thiếu vắng những ngôi sao khi Chanathip, Thawin hay Supachok, nhưng tập thể dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Poking vẫn rất chất lượng với đầu tàu là Theraton và Terasil Dangda. Hai cầu thủ này được xem là những anh lớn trong đội và có tầm ảnh hưởng cực lớn, đủ sức để gánh team. Huấn luyện viên Poking cũng chia sẻ rằng Thái Lan không có lực lượng mạnh, nhưng các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm đã phát huy được vai trò, trở thành đầu tàu cho các cầu thủ mới lên tuyển dựa vào. Trong khi đó, Philippines đã có sự khởi đầu chật vật khi để thua 2-3 trước Campuchia và lần trắng tay đó đã kéo theo rất nhiều bất lợi cho Kroc cùng các đồng đội. Dù trận đấu gần nhất, Philippines đã thắng 5-1 trước Brunei, nhưng họ vẫn gặp rất nhiều rủi ro ở chặng đường tới đây. Thế nên, nếu như thua Thái Lan thì lúc đó sẽ gần xa rời tấm vé vào bán kết. Ở bảng A, ngoài Thái Lan được quy hoạch cho tấm vé vào bán kết, thì suất còn lại là sự cạnh tranh của Indonesia, Philippines và Campuchia. Sau trận đấu giữa Thái Lan và Philippines, báo chí Thái Lan quay lưng lên tiếng chê trách lối đá của Thái Lan. Họ cho rằng Thái Lan dường như không đủ sức để chiến đấu đường dài tại Á Cup năm nay. Nhìn cách Việt Nam thắng nhẹ nhàng Philippines, dù đó chỉ là một trận thắng giao hữu, cũng đủ thấy Việt Nam đã có sức mạnh vượt trội hơn Thái Lan. Nhưng bỏ qua những lời báo chí, huấn luyện viên Thái Lan ngang nhiên lên tiếng sẽ vô địch Á Cup. Huấn luyện viên này cho biết Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam và các đối thủ khác để lên ngôi vô địch. Huấn luyện viên tự tin với chiến thuật và những cầu thủ ông có trong tay là tốt nhất Đông Nam Á. Huấn luyện viên Kim Pangon, Malaysia không sợ tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Pangon đánh giá cao tuyển Việt Nam ở Á Cup 2022, nhưng khẳng định Malaysia tới Mỹ Đình là để giành chiến thắng. Chúng ta đều biết tuyển Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất khu vực. Tất cả chúng tôi đều biết về những điểm mạnh và kể cả điểm yếu của họ. Các tuyển thủ đang hồi phục tốt và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Thời tiết ở đây có sự khác biệt so với Malaysia, nhưng tôi không nghĩ điều đó có thể ảnh hưởng đến trận đấu. Huấn luyện viên Kim Pangon chia sẻ trước trận gặp tuyển Việt Nam. Nói về người đồng nghiệp và cũng là người đồng hương Park Hang-seo, thuyền trưởng tuyển Malaysia cho biết ông Park rất được tôn trọng ở Hàn Quốc. Ở quê nhà, ai cũng biết ông ấy. Tôi rất vinh dự khi được đối đầu với ông Park và sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để giúp Malaysia giành chiến thắng. Còn ở Kalik, tôi gặp huấn luyện viên Park vài lần ở cấp câu lạc bộ. Ông ấy lớn tuổi hơn tôi, đương nhiên là có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi tự hào khi được đối đầu ông ấy. Chúng tôi cố gắng giành điểm trước Việt Nam để chiếm ngôi đầu bảng. Tôi tin vào điều đó. Khi được hỏi đây có phải trận đấu khó khăn nhất từ khi dẫn dắt Malaysia, huấn luyện viên người Hàn Quốc thừa nhận là đúng. Ông nói, đây là một trận đấu khó khăn nhất của tuyển Malaysia. Tuyển Việt Nam tiến bộ rất nhiều những năm qua, họ đã chứng tỏ năng lực qua các trận đấu lớn. Malaysia dù thất bại ở kỳ Á Cup trước, nhưng chúng tôi đang trở lại. Toàn đội trải qua những trận đấu khó khăn ở đấu trường châu lục hồi giữa năm nay. Tôi xin khẳng định, chúng tôi không sợ đối thủ nào cả, kể cả Việt Nam. Về sự hòa nhập của các cầu thủ nhập tịch, huấn luyện viên Kim chia sẻ, tôi cũng có một chút lo lắng, không dễ để các cầu thủ nước ngoài nhập tịch Malaysia và thi đấu cho đội tuyển. Tôi hy vọng những sự lựa chọn của mình có thể khiến đất nước tự hào. Trong khi đó, cầu thủ Fasan Halim, người ghi 3 bàn cho Malaysia từ đầu giải thể hiện quyết tâm. Đây là trận đấu khó khăn của chúng tôi, có nhiều cầu thủ mới gặp Việt Nam. Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng tiếp tục ghi bàn cho đội. Chúng tôi đến đây là để chiến thắng, dù tôi có ghi bàn hay không cũng không quan trọng. Các tuyển thủ Việt Nam đều giỏi, nhưng chúng tôi không e ngại. Mọi người có thể không tin vào đội hình của tuyển Malaysia hiện tại, sự vắng mặt của nhiều trụ cột. Tuyển Malaysia giờ đã khác trước, nhưng tôi tin vào bản thân và đồng đội. Những người ở đây là những gương mặt tốt nhất, không ai muốn mang kết quả không tốt về nhà. Chúng tôi cũng tin tưởng vào huấn luyện viên trưởng và sẽ cống hiến hết khả năng, Fasal chốt lại. Vũ khí Malaysia, tuyển Việt Nam và bài toán Fasal Halim. Chìa khóa vạn năng của đồng hương thầy Park. Ông ấy luôn thách thức tôi ghi bàn, điều đó giúp tôi có thêm động lực và tự tin. Fasal Halim lên tiếng về thời gian làm việc cùng huấn luyện viên Kim Pangon ở đội tuyển Malaysia. Tài năng của Fasal Halim được thể hiện từ sớm và cựu huấn luyện viên Tang Cheng Hoe cho anh ấy ra mắt Malaysia từ năm 2019, nhưng sau đó hầu như không trọng dụng. Chiều cao khiêm tốn 1m6 là một rào cản với Halim ở thời điểm bóng đá hiện tại chú trọng rất nhiều về mặt thể hình. Khi Malaysia chia tay Tang Cheng Hoe để chọn Kim Pangon, đồng hương người Hàn Quốc của huấn luyện viên Park Hang-seo, đồng nghiệp bóng đá của Fasal cũng thay đổi. Trước đây, Tang Cheng Hoe luôn cho Halim đá trái kèo, anh thuận chân trái và được sử dụng ở hành lang phải
với hy vọng tạo đột biến bằng những pha cầm bóng đột phá vào trung lộ rồi dứt điểm. Lựa chọn này không hiệu quả. Trên thực tế, cầu thủ sinh tháng riêng năm 1998 có thể chơi tốt cả hai chân. Anh có những cú sút chân phải rất uy lực. Kim Pangon nhận ra điều này ngay khi vừa tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Marimor Malaya và đẩy Fasah Halim trở lại hành lang trái. Đồng thời, trong hệ thống ba tiền đạo, anh được hoạt động rất tự do. Xuất phát bên cánh trái, nhưng Halim luôn hiện diện trước và trong vòng cấm địa đối phương. Không chỉ tham gia tấn công, thể lực dồi dào giúp anh di chuyển rộng, qua đó mang lại sự cân bằng cho đội hình. Tính đến thời điểm này, Halim thi đấu 11 trận dưới thời ông Kim. Safawi Rashid, gương mặt quá quen thuộc với đội tuyển Việt Nam, là người duy nhất tham gia nhiều hơn 13 trận. Chờ thầy Park giải toán. Không quá khi gần đây, một số cổ động viên gọi Fasah Halim là Cristiano Ronaldo của bóng đá Malaysia, bất chấp anh nằm trong số các cầu thủ thấp nhất AFF Cup 2022. Halim có phong cách ăn mừng khá giống với Ronaldo, khả năng dứt điểm bằng hai chân của anh, nhất là khâu sút xa, cũng mang những dấu ấn siêu sao người Bồ Đào Nha, người vừa chia tay World Cup 2022 trong nước mắt. Đặc biệt với chiều cao 1m60, cú đúp mà Halim ghi trong trận thắng Lào 5-0 đều đến từ đánh đầu. Trong trận mở màn trên sân Myanmar, anh ghi bàn duy nhất bằng cú sút chân phải sau pha phản công nhanh. Trong đội hình Malaysia tham dự AFF Cup 2022, Halim được xem là một trong số các cựu binh. Ông Kim Pangon thay đổi rất nhiều hổ vàng. 17 cầu thủ tham gia giải vô địch Đông Nam Á đã dưới 10 trận quốc tế, trong đó có 14 người chưa quá 5 trận. Halim có 15 lần ra sân, xếp thứ 4 danh sách thi đấu nhiều nhất. Đồng thời với 8 bàn thắng, thành tích tấn công của anh chỉ dưới Safawi Rashid, người có 18 bàn sau 48 trận. Riêng trong nhiệm kỳ Kim Pangon, không ai đóng góp vào hiệu suất tấn công nhiều như anh. Halim có 8 bàn sau 11 trận đấu dưới sự dẫn dắt của đồng hương thầy Park, bên cạnh 3 pha kiến tạo. Safawi Rashid xếp thứ 2 với 3 bàn và 3 kiến tạo. Tôi nghĩ cầu thủ nguy hiểm nhất của họ là Fasah Halim. Anh ấy rất nhanh nhẹn và khéo léo. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nhận xét trước khi Việt Nam tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình 19:30 ngày 27 tháng 12. Có thể thấy, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao Halim và truyền tải điều này cho các học trò. Trong cuộc đấu trí với đồng hương Kim Pangon, huấn luyện viên Park Hang-seo cần giải bài toán Halim để giúp Việt Nam chiến thắng và lấy ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ về đối thủ Malaysia và hướng tới trận thắng trên sân Mỹ Đình tối ngày 27 tháng 12. Huấn luyện viên của Malaysia muốn nói thắng Việt Nam tôi nghĩ là điều đương nhiên. Là huấn luyện viên, ai chẳng muốn thắng, tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc chuẩn bị. Giờ tôi và toàn đội đã phân tích xong Malaysia và có phương án để chơi một trận đấu tốt. Huấn luyện viên Park mở đầu cuộc họp báo trước trận gặp Malaysia, lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2022. Tôi nghĩ đánh giá huấn luyện viên đội khác không phải là phép lịch sự. Tôi chỉ xin giới thiệu chút về huấn luyện viên Kim. Chúng tôi từng gặp nhau vài lần ở Hàn Quốc. Tôi thấy triết lý của ông ấy không rõ ràng lắm. Khi còn thi đấu, ông ấy từng sang Hồng Kông, Trung Quốc và sau này cũng có dẫn dắt vài đội chuyên nghiệp ở đó. Trình độ tiếng Anh của ông ấy rất giỏi. Khi về Hàn Quốc, ông ấy có làm giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA trong 4 năm. Công việc và vai trò này khác với làm huấn luyện viên. Tôi nghĩ ông ấy là huấn luyện viên giỏi vì ngoài chuyên môn ra còn làm các việc hành chính, tuyển chọn huấn luyện viên, tham gia công tác đào tạo trẻ. Huấn luyện viên Park nói thêm về người đồng hương. Về chấn thương của Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo úp mở khả năng ra sân của cầu thủ rất quan trọng này. Quang Hải tập 100% khối lượng buổi tập chiều 25 tháng 12. Ở trận đấu ngày mai, tuyển Malaysia không có Dion Johanku, Lave Kobinong và một số trụ cột khác. Huấn luyện viên Park đánh giá về đối thủ, khái niệm cầu thủ chủ chốt. Tôi nghĩ mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Có khi mọi người coi một cầu thủ chủ chốt, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tôi tin Malaysia hiện giờ có đội hình tốt nhất. Nhìn vào đội hình của Malaysia qua hai trận, nếu không để ý, chúng ta sẽ không biết đội nào là đội hình chính. Ở trận gặp Lào, họ thay tới 8 cầu thủ, tức là huấn luyện viên của họ có ý giữ người. Nói về các ngôi sao nhập tịch của Malaysia, ông Park cho biết, mỗi quốc gia có chính sách và văn hóa rất khác nhau. Tôi không tán thành hay phản đối chuyện Malaysia nhập tịch ồ ạt. Malaysia có rất nhiều sự giao lưu với Australia và Anh. Các cầu thủ nhập tịch của họ tôi nghiên cứu cả rồi. Sergio Arugo, Litok đều nổi bật. Về sự khác biệt trong lối chơi của tuyển Việt Nam và Malaysia, thuyền trưởng người Hàn Quốc cho biết, thứ nhất về tuyển Việt Nam thì các bạn hiểu rõ rồi. Thứ hai là do có phóng viên Malaysia ở đây nên tôi xin không nói về sơ đồ của tuyển Việt Nam. Về tuyển Malaysia, sau khi huấn luyện viên Kim đến, lối chơi của họ khác nhiều, tinh thần cầu thủ rất cao. Về sơ đồ 3-4-3 của họ,
Tôi nghĩ để nói về sự phù hợp thì có nhiều yếu tố. Huấn luyện viên Kim hẳn đã nghiên cứu rất nhiều và chọn được cách chơi phù hợp. Qua hai trận đấu, tôi thấy các cầu thủ Malaysia áp sát rất nhanh, tranh chấp quyết liệt, hai biên dâng cao. Họ thường chuyển hướng trực diện về phía cầu môn. 5 năm qua, tôi may mắn khi chưa từng thua một đội tuyển nào của Malaysia. Tuy nhiên, con số thống kê thì chỉ để tham khảo. Chúng ta không hề biết trận ngày mai có kết quả thế nào. Tôi chỉ biết cố gắng và đặt niềm tin vào học trò, huấn luyện viên Park Hang-seo chốt lại. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ, sau hai trận xem Malaysia thi đấu, tôi thấy lối chơi của họ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim có khác trước. Họ chơi bóng dài, tấn công nhanh, khác với kỳ AFF Cup năm ngoái rất nhiều.